Đây là ngày hôm nay là coi như là em Trung chia sẻ tác dụng và cái sự lợi hại của anh chị đi xe số tự động này. Đây, anh chị thấy không? Đang số D nha. Khi anh chị đang lên dốc nha. Đang số D nha. Anh chị đang lên dốc nha. Đây, thắng không đạp nha. Đây. Em Trung không đạp thắng này, bỏ cả hai chân này. Đó. Thắng tay là cũng không luôn nha. Đây, thắng tay thì đằng bên này lấy mà chẳng hạn như anh chị đạp vô nha. Anh chị đạp vô thì đây này. Thì nó sẽ báo này. Đó, anh chị thấy không? Đó. Nhưng sự lợi hại của số tự động, quý anh chị, những gọi là những anh em mà tay lái yếu khi anh chị đi trên cái cung đường. Đây. Nếu mà đường dốc như này, nếu mà chẳng hạn như anh chị không thắng. Không thắng nha. Nó sẽ bị trôi cái xe của mình liền, quý anh chị. Đây. Anh chị không thắng. Đây. Cái này là dốc nha, chứ không phải là ấy đâu. Đó. Anh chị không thắng là coi như là nó sẽ trôi cái xe của mình liền. Nhưng mà thật sự là khi anh chị đi cái xe mà số tự động rất là lợi hại, anh chị để số D thôi, không cần thắng, là em nó tự động nó dừng rồi, quý anh chị. Nếu mà chẳng hạn như anh chị mà thắng đó, nó phương diện nó khác. Đây là sự gọi là người ta gọi là cái là cải tiến mới của chúng chị đó. Cải tiến đó, gọi là để cho con người mình nó nhàn hạ đi. Nếu bình thường chẳng hạn dốc như này thì bắt buộc thì anh chị là phải thắng rồi, đúng không? Nhưng mà không thắng. À, ok không anh chị? Đây là sự lợi hại của số tự động. À, anh chị thấy không? Sướng không? Cuộc đời mình rất là nhàn hạ. Đó. À. Tất cả cái ok không? Đúng không? Cô chú anh chị. À. Đó là... Thật sự là nếu mà chẳng hạn như là anh chị mà... Cái xe này là em Audi Q7 của anh chị nhỉ? À, từ logo, thương hiệu, tất cả cái. Thật sự là ngày xưa để mà sở hữu một cái mẫu xe Audi này thì rất nhiều người sợ. Dạ? Có vội đi ông chú? Dạ. Có mấy dạ. Vòng nữa dạ, 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 cứ à, múc đi. Nếu dạ. Mà vội thì để dạ, dạ, nó dạ. Chạy nó nét. Dạ, dạ, vâng. Vội thì chờ cho mấy. Dạ, vâng, không nghĩ là cứ múc đi, ấy để em đi cũng được. Ngày xưa mà khi anh chị đi xe, à quên đi học ạ, à, rất là sợ những cái con không này. Đó. Nhưng bây giờ, rất là nhiều người mê cô chú anh chị. Đó. Đẳng cấp, thương hiệu VIP Pro luôn. Đấy, anh chị thấy phê không? Sướng không? Đây là sự lợi hại của số tự động. À, anh chị thấy không? Còn ý kiến của anh chị thấy sao? À, comment bên phía dưới. Đây là em Trung đang phải dừng chờ đợi khi gia chủ đang múc cái ấy, nhưng mà phải chờ đợi, nhưng mà đâm ra không có việc để làm, không có chuyện gì để làm, đâm ra là em Trung giới thiệu luôn. Thấy nó hay hay, giới thiệu cho bà con tất cả cái mọi người.